Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City, là mình Phú Trần đây. Cái việc các bạn lựa chọn giữa một bên là flagship cũ, một bên là điện thoại tầm trung mới thì các bạn sẽ lựa chọn máy nào? Đây là một câu hỏi muôn thuở mà nhiều anh em vẫn lăn tăn. Thì đây, một câu hỏi nó không liên quan nhiều về cái câu hỏi như thế này, nhưng mà mình sẽ giải đáp luôn. Đầu tiên, với câu hỏi của bạn Tiến Hải Vũ, ai cho em xin ít review về con Samsung S20 Ultra với ạ? Định mua em nó mà nghe đâu nó hay bị hư màn hình, thay hơi chát nên em cũng hơi rén. Em chỉ dùng để lướt web hàng ngày thôi. Các bạn thấy chưa? Chính xác, với S20 Ultra cái thời điểm nó ra mắt và bây giờ chẳng hạn cũng sẽ có một vài lỗi. Ví dụ như là cái lỗi nó bị sọc kẻ màn này hay là bị trắng màn chẳng hạn thì rất là nhiều luôn. Đầu tiên mình nói qua một chút về cái mức giá cũ đi. Với S20 Ultra 99% bản 12256 nhá, cái bản Snapdragon 865 ấy là rơi vào khoảng 8.650.000. Trong cái tầm tiền như thế này, các bạn có thể mua được ở một vài cái mẫu máy mới tầm trung, ví dụ như là Samsung Galaxy A53 này, ví dụ như Xiaomi 11T. Đấy là hai chiếc máy mình thấy trong tầm giá như thế này nó khá là ổn. Review nhanh Samsung Galaxy S20 Ultra. Đầu tiên về cái nhược điểm này, cụm cam nó to, mình không thích, và đặc biệt rất dễ bám bụi nha. Những công nghệ được trang bị trên flagship cũ chắc chắn là những cái công nghệ mới nhất và ngon nhất ở thời điểm đó rồi. Thì các bạn có thể thấy là về màn hình đi, máy trang bị cái tấm nền Dynamic AMOLED 2X 120Hz có HDR10+, cái độ sáng rất là ngon luôn, lên đến 1400 nit. Rồi là màn hình 2K cộng vân vân. Riêng về cái màn hình Samsung mình không thể chê được. Phiên bản chip chạy ở thị trường Hàn Quốc là Snap 865. Cái tiếp theo nữa về cam, đây là một trong những cái mà điểm lợi thế rất lớn ở flagship cũ nha các bạn. Với cam trên con Samsung Galaxy S20 Ultra ấy, cam chính lên đến 108 chấm, cam tele 48 chấm, cam ultra wide 12 và cam selfie lên đến 40 chấm. Về quay phim chụp ảnh trên S20 Ultra mình không có gì để chê cả. Độ chi tiết tốt này, đó, khi các bạn sử dụng cái zoom 100x lên ấy, mặc dù bạn không sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày đâu, nhưng mà về cái việc các bạn zoom 100x mình thấy nó cũng không phải quá ngon đâu. Bạn zoom tầm khoảng 30-40 chẳng hạn thì ok. Máy chụp ảnh selfie thiều sáng cũng rất ngon nha các bạn. Về cái dung lượng pin mình nhớ là khoảng 5000, công suất sạc đi kèm là 45W. Đó, như thế là đủ dùng rồi. Như bạn có đề cập ở câu hỏi này, con S20 Ultra này nó hay bị hỏng màn và cái số tiền bạn thay màn rất là cao. Mình có tìm một vài trang web nhá, khi bạn thay con S20 Ultra này, thay cái màn hình ấy, nó rơi vào khoảng 5 triệu. Rất cao, rất cao. Không phải ai cũng có tài chính sẵn sàng bỏ ra 5 triệu để thay một cái màn không thôi. Và kể cả bạn thay linh kiện của máy chẳng hạn cũng rất cao nhá, chứ không phải là rẻ đâu. Quay trở lại cái vấn đề nên chọn flagship cũ hay là điện thoại tầm trung mới, cái này sẽ tùy theo từng bạn thôi. Mình sẽ chia sẻ về cái góc nhìn, cái quan điểm về cá nhân mình nhá. Đầu tiên, về cái flagship cũ đi, nó luôn luôn mang lại cho bạn cái trải nghiệm, những cái công nghệ mới mà những cái điện thoại tầm trung nó không có. Ví dụ như màn hình, làm gì có con nào mà điện thoại tầm trung mới đi nó ngon bằng con S20 Ultra được, đúng không? Về camera này, làm gì có con nào có những cái công nghệ zoom 2x rồi zoom 100x các kiểu luôn, làm gì có. Nên là những flagship tầm trung cũ ấy, nó sẽ phù hợp với những bạn nào thích trải nghiệm những cái công nghệ mới nhất ở thời điểm đấy thôi. Và bạn nào có máu liều thì mua Samsung Galaxy S20 cũ, miễn là bạn tìm được một cơ sở về chất lượng bảo hành này, chất lượng sản phẩm nó được uy tín, nó lành cành đào thì quất thôi. Còn về việc bạn lựa chọn điện thoại tầm trung mà trong các máy mình chia sẻ nhá, thì mình thấy con Xiaomi 11T nó được toàn diện nhất nha. Con A53 thì về chip mình thấy không được ngon cho lắm thôi. Còn về con 11T về chip này, về trải nghiệm màn hình này, về loa các thứ thì mình thấy khá là ổn trong tầm giá. Câu hỏi thì từ bạn Shopee Chen, anh có thể giới thiệu cho em chiếc điện thoại chơi Genshin Impact Max Setting giá 7 triệu chút cũng được, không cần cam đẹp với pin trâu. Nếu có anh giúp em, tại giờ máy em chơi Genshin lag quá. Ok, nếu mà tầm khoảng 7 triệu hơn một chút hoặc 7 triệu dưới nhá, thì mình sẽ có một recommend là bạn mua cho mình Xiaomi Redmi Note 11T Pro và thêm một cái sò lạnh ngon ngon một tí là ok. Gần đây mình cũng có làm video test game trên con Xiaomi 11T Pro gắn sò lạnh nhá, thì cái nhiệt độ nó cũng loanh quanh khoảng 39-40 độ thôi. Đôi lúc các bạn sẽ gặp tình trạng hơi bị giật lag một chút thôi, và với cái mức giá tầm khoảng 7 triệu, trải nghiệm như thế này gọi là chấp nhận được rồi nhá. Viên pin nó rơi vào khoảng 5080 mAh, có sạc nhanh 67W. Như thế thì mình nghĩ là cũng phù hợp với cái nhu cầu của bạn rồi nhá. Câu hỏi đến từ bạn Tiến Lê, nên mua con Redmi K50 Gaming cộng sò lạnh hay Redmi K50 cộng sò lạnh để chơi Genshin vậy ạ? Mình nghĩ là nên chọn K50 Gaming cộng sò lạnh
Mặc dù các bạn có thể thấy con chip Snap 8 Gen 1 trên K50 Gaming ấy, nó nóng hơn so với lại con K50, nhưng dù sao Snap 8 Gen 1 là con chip vẫn rất là mạnh, nên là thôi bạn cố gắng là tìm con sò nó được ngon ngon một tí, khi mà chơi game nhiệt độ nó mát hơn thì giảm được phần nào đấy cái vấn đề nó bị đột tử nha. Đặc biệt là bạn xác định chơi game lâu dài cũng như là có cái nút trigger chẳng hạn thì K50 Gaming có hợp lý luôn. Vừa rồi là một vài cái câu hỏi mình có trả lời các bạn cảm thấy thế nào về những câu hỏi mình vừa trả lời các bạn, có cái điểm nào mà chưa hài lòng không, để lại comment bên dưới góp ý cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.